Thưa quý vị và các bạn, huyện Hồng Dân có tổng diện tích sản xuất nông nghiệp hơn 30.000 ha, trong đó có hơn 9.000 ha đất chuyên canh sản xuất lúa 2 vụ một năm. Ở vụ đông xuân năm 2019-2020 này, tuy có nhiều thuận lợi trong sản xuất, lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh. Song theo nhận định của ngành nông nghiệp Bạc Liêu, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, nhất là việc xâm nhập mặn vào đồng ruộng sẽ làm ảnh hưởng đến trà lúa ở các vùng giáp ranh mặn ngọt. Chính quyền và nông dân huyện Hồng Dân đã và đang tích cực bảo vệ vụ mùa này. Vụ lúa đông xuân năm 2019-2020, nông dân vùng ngọt ổn định của huyện Hồng Dân đã gieo sạ được gần 9.000 ha. Để đảm bảo cho sản xuất vụ mùa thắng lợi, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hồng Dân đã xây dựng kế hoạch sản xuất và phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thường xuyên theo dõi, kiểm tra đồng ruộng, thông báo hướng dẫn kịp thời đến bà con nông dân chủ động ra quân phun xịt thuốc trừ dịch bệnh trong các thời điểm sâu bệnh xuất hiện. Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu, tình hình thời tiết trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 diễn biến phức tạp. Trời se lạnh vào ban đêm, ẩm độ không khí cao, xuất hiện một số cơn mưa trái vụ. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch hại trên lúa phát triển và gây hại. Mặt khác, theo dự báo của cơ quan chuyên môn, tình hình xâm nhập mặn năm nay có khả năng xuất hiện sớm và làm ảnh hưởng đến các trà lúa đông xuân xạ muộn trên địa bàn huyện. Hiện nay thì trên địa bàn huyện Hồng Dân có hai trà lúa, một là cái trà lúa trên đất tôm thì khoảng 23.500 ha. Thì đến thời điểm này thì cơ bản là thu hoạch khoảng hơn 15.000 ha rồi, năng suất là cao. Xích sót là 6 tấn ha. Thì dự kiến là thu hoạch tới Tết Nguyên đán là trên cơ bản dứt điểm. Thì cái trà lúa này tương đối yên tâm. Còn riêng cái vùng ngọt, cái vùng chuyên trồng lúa đó thì có diện tích gần 9.000 ha trồng lúa đông xuân. Thì hiện nay lúa đông xuân khoảng trên dưới từ 30 đến 45 ngày tuổi thì đang sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Để bảo vệ trà lúa này thì trước hết là về tình hình dịch bệnh thì chúng tôi cử cán bộ kỹ thuật đi thăm đồng thường xuyên rồi đưa ra những dự tính dự báo hướng dẫn bà con phòng trừ những cái dịch hại như là gầy nâu như là đậu ôn vân vân. Bên cạnh đó còn một vấn đề lớn nữa mà đặt ra đó là vấn đề về xâm nhập mặn. Thì hiện nay thì kết quả đo độ mặn của chúng tôi thì ở Cầu Đỏ nước mặn từ biển Tây vì dàm ngang dừa, dàm cắm thì có độ mặn trên dưới 1/1000, có chỗ hơn. Thì cái khả năng xâm nhập mặn vào vùng ngọt ổn định thì có. Thì cái giải pháp để khắc phục tình trạng này thì trước mắt là chúng tôi sẽ vận hành các cái cống ngăn mặn hợp lý. Mặn tới thì chúng tôi đóng lại. Còn khi nào nước mặn nó ra thì chúng ta xả, mở ra đã xả phèn để cho tạo điều kiện cho người dân đi lại. Còn trong trường hợp mà nó nước mặn xâm nhập cao quá thì các đập thời vụ là phải đóng lại để bảo vệ sản xuất. Ấp Ngang Kè, xã Ninh Quế là một trong những ấp thuộc vùng ngọt ổn định. Ngoài cây lúa là cây trồng chủ lực, nhân dân nơi đây còn kết hợp nuôi tôm trên đất ruộng và tận dụng bờ ba xung quanh để trồng rau màu và cây lương thực ngắn ngày để nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất canh tác. Xác định sản xuất lúa là nguồn thu nhập chính, bà con nông dân trong ấp luôn chú trọng kỹ thuật canh tác, chọn lựa các loại giống lúa phù hợp cho năng suất cao để gieo trồng. Ở vụ đông xuân năm 2019-2020 này, nông dân ấp Ngang Kè chọn các loại giống chủ lực như OM18, OM5451 và ST24 để gieo sạ. Theo nhận định của nông dân, vụ lúa đông xuân năm nay là vụ sản xuất thuận lợi. Năm nay, bản thân gia đình tôi với địa phương thì chọn cái giống lúa OM18 này, nó hợp với thời đất. Từ lúc sạ tới giờ là nó phát triển là tự nhiên là không có cần phân thì nó nhẹ, nó nở con thì mạnh, rồi bệnh hoạn thì nó ít xảy ra như mỗi năm. Thì nói chung là nhân dân đều phấn khởi. Hôm nay là trà lúa là của ai cũng như của nấy, chục chủ là chưa có một chủ nào bị bệnh. Coi như là giống này là năm nay đoạt yêu cầu từ tấn trở lên. Năm trước thì hiện nay cái vấn đề bệnh hoạn này sâu gầy này rất nhiều, mà năm nay thấy cái tình hình sâu gầy bệnh hoạn ít, cho nên cái năng suất phát triển năm nay rất cao hơn mỗi năm. Tình hình vấn đề đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì quần chúng nhân dân rất cũng phấn khởi. Bước đầu tiên là xả xuống rồi thì đưa thương lái thì nó cũng đưa vô bỏ cọc 6.000 một kg mà nhân dân cũng chưa thống nhất, còn đợi giá cả sau này.
Ông Võ Văn Toàn, nông dân ngang kè xã Ninh Quế cho rằng, trong sản xuất cần thay đổi giống để hạn chế mầm bệnh trên cây lúa. Nếu như làm một loại giống thường xuyên từ vụ này sang vụ khác, khả năng sâu bệnh sẽ thích nghi, việc phòng trừ không đạt hiệu quả. Ở vụ lúa đông xuân này, ông đã chọn giống OM18, một loại giống lúa chất lượng cao để gieo xạ trên tổng diện tích sản xuất của gia đình là 3 hectare. Hiện nay ruộng lúa của ông Toàn đã được 30 ngày tuổi, lúa đang phát triển tốt. Ông Toàn đang tích cực chăm sóc, bón phân, theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp bảo vệ vụ mùa. Anh có thể cho biết cái tình hình sản xuất cái vụ đông xuân năm nay đối với gia đình mình như thế nào? Dạ, thưa anh thì năm nay thì cái đầu tiên là cái năm đầu tiên tôi đổi cái lại cái giống giống mới hơn, mà cơ cấu giống nó có khác hơn mấy giống mấy năm trước. Năm nay mình làm cái giống là OM18. Thì cái giống này thì năm nay thấy là cái tình hình sâu bệnh nó ít hơn mấy năm trước. Nó trà lúa nó phát triển tốt hơn. Thì hiện giờ trà lúa nó được 40 ngày tuổi rồi. Thì thấy là so với cái tình hình mỗi năm thì cây lúa nó khoát hơn. Nhưng mà mình cũng còn chưa biết nữa tới chỗ bông trái thì nó tình hình thế nào. Điều lo ngại của anh đối cái vụ đông xuân này thì trong những ngày tiếp theo thì điều gì anh lo lắng ạ? Dạ, thì cái vụ đông xuân này đó thì hiện bây giờ thì trời đã hết mưa rồi. Thì mình là lo sợ cái vụ nước. Nhưng mà giờ nghe đài dự báo về tình hình xâm hầm nhập mặn thì mình cũng đang lo. Nếu mà nó bị nước mặn xâm nhập thì lúa mình bị thất thu. Với cái thứ hai nữa là cái sâu bệnh. Cái thời kỳ này thì lúa nó dễ bị nhiễm đậu ôn và cái gầy nâu. Thì đang lo ngại hai vấn đề đó. Anh có cái biện pháp nào để bảo vệ trà lúa của mình không? Dạ, thì cái biện pháp mình là mình đi thăm đồng thường xuyên. Để mình có cái phát hiện sâu bệnh thì mình có hướng mình điều trị nó kịp thời. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi. Dạ. Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 2.473 hectare, với hai vụ sản xuất một năm là vụ hè thu và vụ đông xuân. Do có chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương và sự chủ động của nông dân, nên trong sản xuất lúa trên địa bàn xã luôn ổn định. Bà con nông dân xuống giống theo lịch thời vụ, cơ cấu giống thích hợp, áp dụng canh tác theo chương trình 1:5 giảm nên hiệu quả sản xuất luôn tăng. Chính quyền cũng như bà con luôn ý thức cao trong việc phòng ngừa sâu bệnh và ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết. Ủy ban dân xã cũng kết hợp với trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp của huyện tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp cho bà con, để bà con biết cái kỹ thuật mà bảo vệ cái trà lúa. Còn nhận định trong thời gian tới thì tình hình nước mặn xâm nhập mặn đó, thì theo các ngành chức năng của trên đó là đã có thông báo là hiện nay là chiều cường biển Tây dâng cao. Do vậy thì khả năng là nước mặn nó sẽ xâm nhập vào địa bàn huyện Hồng Dân. Trong đó thì có xã Ninh Quế. Xâm nhập mặn thì nó sẽ đi theo cái tiếng dành đài sông Cái. Vì vậy thì hiện nay là ủy ban dân xã cũng đã là chỉ đạo là chuẩn bị đắp 3 cái đập thời vụ để không cho nước mặn xâm nhập vào địa bàn xã Ninh Quế nói riêng và Tam Giác Ninh Quế nói chung. Đó thì sau khi mà chuẩn bị cái kế hoạch mà để đắp đập ngăn mặn đó thì chúng tôi cũng đã phát loa thông báo cho bà con là bơm để trữ nước ngọt, bơm trữ nước ngọt để đảm bảo cái lượng nước mà phục vụ cho cái trà lúa đông xuân. Hiện nay bà con nông dân đã ý thức cao trong việc đổi mới tư duy trong sản xuất, mạnh dạn đầu tư và áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất một cách căn bản, biết tính toán và bố trí mùa vụ cho từng đối tượng nuôi trồng hợp lý. Trên cơ sở quy hoạch từng tiểu vùng sản xuất, các ngành chức năng của huyện xây dựng kế hoạch và khuyến cáo nông dân gieo trồng, chăn nuôi theo lịch thời vụ. Vấn đề mà các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương của huyện Hồng Dân quan tâm đó là phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và nâng cao giá trị nông sản của nông dân làm ra. Nâng cao cái giá trị sản xuất của người dân thì ủy ban nhân huyện cũng đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp, ủy ban dân các xã thị trấn là khuyến cáo người dân nên là sử dụng các cái loại giống nó có cái năng suất sản lượng cao và cái giá thành nó tương đối nó hợp ổn định. Trước đây thì đa phần sử dụng các loại giống OM của cái diện lúa đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà gần đây á thì chúng tôi là đã
khuyến cáo bà con và đã chỉ đạo làm thử nghiệm cái giống lúa ST24, ST25. Thì đây là một trong những cái giống lúa là nó có cái chất lượng là cao trên cái thị trường thế giới. Để giải quyết được cái bài toán đầu ra cho sản phẩm của người nông dân làm ra, thì chúng tôi cũng đã mời gọi các cái doanh nghiệp, là các cái công ty, các cái tập đoàn. Cụ thể như là trên địa bàn huyện Hồng Dân thì chúng tôi có cái nhà máy Vinh Lộc của tập đoàn Lộc Trời, rồi các cái công ty doanh nghiệp ngoài tỉnh, ngoài huyện cũng đã vào là bao tiêu liên kết với người dân. Ngoài diện tích hơn 9.000 hecta lúa đông xuân nằm trong vùng ngọt ổn định đang được nông dân tích cực chăm sóc bảo vệ, huyện Hồng Dân còn có hơn 10.000 hecta lúa trên đất tôm ở vùng chuyển đổi đang bắt đầu vào mùa thu hoạch. Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con nông dân tranh thủ bơm nước khô mặt ruộng để nhanh tiến độ thu hoạch dứt điểm lúa trên đất tôm trước Tết Nguyên Đán. Riêng đối với khu vực ấp Sơn Trắng, ấp Vĩnh Bình xã Vĩnh Lộc, ấp Ninh Thành 2 xã Ninh Hòa, ấp Kênh Sáng xã Lộc Ninh, lúa đang trong giai đoạn làm đồng đến trổ bông, khả năng bị rầy tấn công gây hại vào giai đoạn cuối vụ rất cao. Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân đã phân công các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã theo dõi sát tình hình rầy nâu trên lúa, đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã dùng chuyển đổi, vận động bà con nông dân tích cực phòng chống xâm nhập mặn. Ở trong cái vùng ngọt của Hồng Dân thì một năm sản xuất 2 vụ lúa, nhưng mà trong đó là cái vụ đông xuân mới là cái vụ chính vụ, nó mới đem lại cái năng suất sản lượng cao và cái giá cả đầu ra của sản phẩm nó cũng thuận lợi hơn. Thì mà nếu mà chúng ta không bảo vệ được cái vụ đông xuân hàng năm á, thì nó ảnh hưởng đến đời sống nhân dân rất là lớn, rất lớn. Cái vụ hè thu thì sản xuất là cái lợi nhuận rất là thấp, mà cái tình hình dịch bệnh gầy nâu trên lúa nó xảy ra liên tục. Còn cái vụ đông xuân nó có thuận lợi hơn, năng suất sản lượng tăng, giá là giá cả nó hợp lý trong giai đoạn mình thu hoạch. Thì để đảm bảo cho cái cuộc sống của người dân cũng như là cái mức thu nhập của người dân, thì góc độ ủy ban dân huyện là chúng tôi đã chỉ đạo cho phòng nông nghiệp, rồi trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, rồi ủy ban nhân dân các xã, rồi thị trấn A Dừa là tập trung quyết liệt là vận động người dân phải có ý thức để phòng chống với cái hạn hán xâm nhập mặn, để đảm bảo cho cái vụ đông xuân năm nay là đem lại cái hiệu quả cao. Trong sản xuất nông nghiệp, ngoài cây lúa là đối tượng chính, huyện Hồng Dân xác định tôm sú là đối tượng nuôi chủ lực. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi tôm càng xanh, nuôi cua ở các xã Lộc Ninh, Ninh Thành Lợi, Ninh Thành Lợi A và Vĩnh Lộc A. Để phục vụ tốt yêu cầu sản xuất của người dân, các cơ quan chuyên môn Hồng Dân tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống, thực hiện công tác kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh thú y, thủy sản. Phòng Nông nghiệp huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý khai thác, sử dụng tốt các công trình thủy lợi hiện có, thường xuyên kiểm tra chất lượng nước trên các kênh kịp thời để hướng dẫn nông dân sản xuất đạt hiệu quả. Tập trung đầu tư nạo vét các tuyến kênh bị bồi lắng, tạo điều kiện cấp và thoát nước, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, dân sinh của nhân dân. Phát huy tối đa các trạm bơm điện phục vụ bơm tát ở vùng ngọt, kể cả vùng mặn. Đẩy mạnh công tác tập huấn khuyến nông khuyến ngư theo các chuyên đề về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Theo dự báo, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, nước mặn xâm nhập sâu sẽ ảnh hưởng đến trà lúa, nhất là ở các vùng giáp ranh mặn ngọt. Song với tinh thần chủ động, chính quyền và nông dân huyện Hồng Dân quyết tâm bảo vệ tốt các trà lúa để đạt một vụ mùa thắng lợi.